Và thời lượng của chương trình có lẽ cũng không còn nhiều nữa, nên là xin được gửi tới anh Đức Trung một câu hỏi cuối cùng trong video ngày hôm nay. Đó là một câu hỏi của một bạn khán giả giấu tên. Bạn có hỏi đó là: chào thầy, thôn tôi thì có ngôi đình ạ. Phía trước là ao và sông, phía sau là khu dân cư và vườn cây. Chúng tôi thì muốn xây dựng 3 ngọn núi bằng đất ở phía sau đình có được hay không? Nhờ thầy và công ty tư vấn ạ. Đây là một câu hỏi của một anh chị hỏi về hạng mục liên quan đến công trình công cộng, vâng. Tức là đình đền chùa miếu phủ ở quê hương mình. Đúng rồi. Đấy. Tức là ở thôn của anh chị này có một cái ngôi đình, phía trước là ao và sông, phía sau là khu dân cư và vườn cây. Bây giờ là muốn dựng 3 ngọn núi bằng đất ở phía sau đình thì có được không nhỉ? Thầy công ty tư vấn. Thật ra ở đây là chắc anh chị đang áp dụng theo cái nguyên lý là tọa sơn hướng thủy, bởi vì phía trước là ao và sông rồi, đúng không ạ? Tức là phía trước Minh Đường là nhìn ra ao sông và hướng thủy rồi. Bây giờ phía sau này là cái vườn cây, cái khu dân cư. Bây giờ là muốn tạo ra 3 ngọn núi phía sau để lưng tọa sơn. Tôi nghĩ là vậy. Tôi nghĩ là vậy, theo nguyên lý cơ bản là tọa sơn hướng thủy mà. Do vậy tạo 3 ngọn núi phía sau để mà cho cái phía tọa ngôi nhà trở nên vững chắc. Tuy nhiên mà nói thì nguyên lý thì cơ bản là như thế. Còn đơn giản là trong thực tế phong thủy ứng dụng thì chúng ta lại xét sâu hơn. Vì rằng là ở đây cũng không biết là ngôi đình của quê hương anh chị là tọa ứng như thế nào, rơi vào sơn hướng gì. Sơn hướng này thì chúng ta có nên là tạo gò đất ở phía sau hay không? Tức là tạo cái yếu tố về sơn quản phía sau hay không? Rồi là nếu mà có triển khai thì phải triển khai vào năm tháng ngày giờ nào. Thì đây cũng không có cái tọa hướng cụ thể của ngôi đình, các anh chị cũng không biết là cái yếu tố là địa cục địa mạch ở khu vực đấy ra làm sao. Tại vì rằng là khi mà chúng ta lựa chọn cái yếu tố về các cái công trình liên quan đến tâm linh như thế này thì nó là cái yếu tố kết nối, là cái điểm kết nối giữa âm và dương, âm dương khí, mà nơi đấy thường là thờ yếu tố về thành hoàng bản thổ ở khu vực đấy, tức là thờ chúa đất ở khu vực đó. Do vậy thường là khi việc mà lựa chọn cái nơi đặt đình đền chùa miếu phủ là phong thủy Thái Nguyên hay là các thầy ứng dụng phong thủy âm phần âm trạch là phải tính toán rất kỹ liên quan đến 5 cái yếu tố, đó là xa sơn việt thủy hướng, mà chúng ta nên chọn được cái nơi mà nó tụ linh nhân kiệt tụ khí thì nó sẽ rất là tốt. Đấy, trong khi đó ở đây là nếu như có cơ hội lựa chọn, chúng ta nên lựa chọn như vậy. Thì khi mà lựa chọn được cái trạch đất, lựa chọn một khu vực đất mà nó tốt về các yếu tố về xa sơn việt thủy hướng như thế rồi thì nó giải quyết toàn bộ những cái mối lo còn lại. Còn lại ở đây là khi mà ngôi đình của anh đã đặt theo cái cách cục đó là hướng ao, phía sau lại là muốn tạo 3 cái núi bằng đất phía sau như vậy thì cũng chưa chắc là có khuyên anh nên làm hay không. Mà việc này tốt nhất nên khảo sát cụ thể để đo cụ thể tọa hướng của ngôi đình, xem cách cục xung quanh ra làm sao. Nếu mà tạo ở đất phía sau vào cách cục tốt thì nó phát lợi, còn nếu mà nó bị sát thì có khi lại là không ổn. Ví dụ như đặc biệt là cái trạch tọa mà ví dụ như là tọa đông bắc mà hướng tây nam chẳng hạn, mà chúng ta lại cố gắng là triển khai một cái gì đấy phía sau thì đấy là điều hoàn toàn là chúng ta phải tính toán kỹ, bởi nó dễ vào phương sát. Do vậy là khuyên các anh chị cô chú đối với những công trình liên quan đến công cộng mà liên quan đến yếu tố tâm linh như này thì ta nên có sự họp bàn đối với các bộ lão trong làng, còn đối với những người cùng quyết, ví dụ trưởng thôn, phó thôn, bí thư các thứ, ban trị sự, rồi sau đó thì có cái yếu tố là trao đổi với phong thủy Thái Nguyên. Thì chúng tôi một vài những cái trường hợp chúng tôi vẫn có cái sự tư vấn hoàn toàn miễn phí đối với các công trình liên quan đến đình đền chùa miếu phủ này. Trực tiếp thầy Thái Nguyên sẽ về khảo sát và tư vấn hoàn toàn miễn phí đối với những trường hợp này, tôi không lấy phí khảo sát mà về trực tiếp, mọi chi phí đi lại chúng tôi tự lo. Thì đây là những cái trong cái quá trình mà chúng tôi vừa được thực nghiệm phong thủy, vừa là cái yếu tố hướng đến cộng đồng. Tuy nhiên rằng là phải cụ thể hơn các anh chị nhé, chứ sơ bộ như thế này thì cũng chưa thể chốt chắc chắn với các anh chị được. Còn nguyên lý cơ bản là tọa sơn hướng thủy là như vậy, nhưng mà tọa hướng của ngôi đình ngôi chùa như nào thì chúng tôi chưa biết, do vậy chưa thể chốt chắc chắn với các anh chị được. Xin cảm ơn. Rất là cảm ơn anh Đức Trung ạ. Và với câu hỏi vừa rồi thì rất là cảm ơn quý anh chị đã gửi về cho chương trình. Tuy nhiên là kiến thức trong phong thủy thì luôn luôn là vô tận và có rất là nhiều những trường phái khác nhau nữa, nên là đôi khi chúng ta không thể ứng dụng cái lý thuyết chung để mà giải quyết tất cả các trường hợp được, đúng không ạ? Đúng rồi. Và để mà có thể biết chính xác và trực tiếp thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới phong thủy Tam Nguyên theo đường số hotline diễn đàn xin phép được nhắc lại, đó là 1900 2292, hoặc là có thể cùng để lại một câu hỏi nào đó cụ thể hơn ở dưới phần bình luận của video này. Và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đặt câu hỏi về cho chương trình. Tuy nhiên là thời lượng của chương trình đã hết. Hy vọng là những cái câu hỏi vừa rồi cùng với những cái giải đáp thắc mắc của chuyên gia phong thủy Đức Trung sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm cho mình những cái kiến thức
để mà có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất trong cái việc xây nhà vào trong năm 2021 ạ. Và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được cảm ơn anh Đức Trung rất là nhiều ạ. Được, cảm ơn bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Được, xin chào quý vị và hẹn gặp lại.